Khi Ngài mới chứng chánh đẳng giác, lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi một thế ngồi kiết già, có hưởng lạc giải thoát. Lúc bấy giờ một cơn giông tố lớn trái mùa khởi lên, và trong 7 ngày trời mưa gió lạnh, bầu trời u ám. Rồi thần rắn muốn chá linh đá ra khỏi chỗ ở của mình, với thân cuốn vòng quanh 7 dòng thân của Thế Tôn và đứng thẳng, dơ cao các mang lớn trên đầu Thế Tôn với ý nghĩ: mong Thế Tôn khỏi lạnh, mong Thế Tôn khỏi nóng, mong Thế Tôn khỏi xúc phạm với ruồi, muỗi, gió, sức nóng, các loại bọ. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy. Rồi Mú Chá Linh Đá, vua các loài rắn, sau khi biết trời đã sáng tỏ, mây đã được thoát đi, cởi mở thân mình khỏi thân Thế Tôn, biến dạng thân sắc của mình, hóa hiện thân sắc một thanh niên đứng trước Thế Tôn, chắp tay đảnh lễ Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: diễn ly là an lạc, với người biết tri túc, với người có nghe pháp, với người có chánh kiến, không sân là an lạc. Những ai ở trên đời, đối hữu tình chúng sanh, biết tự chế ngăn ngừa, ly tham và an lạc. Ly tham là an lạc. Các dục ở đời, ai nhiếp phục ngã mạn, đây an lạc tối thượng. Dạ thưa xin hết. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ Nam Mô Bụt Thà, dạ Nam Mô Thâm Ma, dạ Nam Mô Sân Kha, dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Vút Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết. Phẩm Mú Chá Linh Đá. Bài một: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Ú Rú Quê Lá, trên bờ sông Nê Rá Ni Giá, trên bờ sông Nê Ran Chá Ra, dưới gốc cây Mú Chá Linh Đá, khi Ngài mới chứng chánh đẳng chánh giác. Khi Ngài mới chứng chánh đẳng giác, lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Lúc bấy giờ một cơn giông tố lớn trái mùa khởi lên, và trong 7 ngày trời mưa gió lạnh, bầu trời u ám. Rồi thần lắng Mú Chá Linh Đá ra khỏi chỗ ở của mình, với thân cuốn vòng quanh 7 vòng thân của Thế Tôn và đứng thẳng, dơ cao các mang lớn trên đầu Thế Tôn với ý nghĩa: mong Thế Tôn khỏi lạnh, mong Thế Tôn khỏi nóng, mong Thế Tôn khỏi xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, sức nóng, các loài bò sát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy. Rồi Mú Chá Linh Đá, vua các loài rắn, sau khi biết trời đã sáng tỏ, mây đã được thoát đi, cởi mở thân mình khỏi thân Thế Tôn, biến dạng thân sắc của mình, hóa hiện thân sắc một thanh niên đứng trước Thế Tôn, chắp tay đảnh lễ Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này,
ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: viễn ly là an lạc với người biết tri túc, với người có nghe pháp, với người có chánh kiến. Không sân là an lạc, những ai ở trên đời đối hữu tình chúng sanh, biết chế ngự ngăn ngừa. Ly tham là an lạc, vượt các dục ở đời. Ai nhiếp phục ngã mạn, đây là an lạc tối thượng. Dạ, cảm ơn. Đọc bài xong và mến mời mượn tay của Christina. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc tiếp bài Kinh Tiểu Bộ Y Tý Quýt Tát Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Mucha Linda. Bài 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Uruguela, trên bờ sông Nerachara, dưới gốc cây Mucha Linda, khi Ngài mới chứng chánh đẳng giác, lúc 7 giờ Thế Tôn, trong 7 ngày, ngồi một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Lúc 7 giờ, một cơn giông tố lớn, trái mùa khởi lên, và trong 7 ngày trời mưa, quanh đá lý cát, gió lạnh bầu trời u ám, trúc tí ni. Rồi thần rắn Mucha Linda ra khỏi chỗ ở của mình, với thân cuốn vòng quanh bảy vòng thân của Thế Tôn và đứng thẳng, quý hách chát, dơ cao cái mang lớn, phá năng trên đầu Thế Tôn với ý nghĩ, mong Thế Tôn khỏi lạnh, mong Thế Tôn khỏi nóng, mong Thế Tôn khỏi xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, sức nóng, các loài bò sát. Rồi Thế Tôn sau bảy ngày ấy ra khỏi định ấy. Rồi Mucha Linda, vua các loài rắn, sau khi biết trời đã sáng tỏ, quýt thần mây đã được thoát ti, cởi mở thân mình khỏi thân Thế Tôn, biến dạng, và ti sùng há ri hòa thân sắc của mình, hóa hiện thân sắc một thanh niên đứng trước Thế Tôn, chắp tay đảnh lễ Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: viễn ly là an lạc với người biết trí túc, với người có nghe pháp, với người có chánh kiến. Không sân là an lạc, những ai ở trên đời đối hữu tình chúng sanh, biết tự chế ngăn ngừa. Ly tham là an lạc, vượt các dục ở đời. Ai nhiếp phục ngã mạn, đây an lạc tối thượng. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Cảm ơn Tina. Dạ nam mô Bích Tha giá, nam mô Tham Ma giá, dạ nam mô Sân Khai giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Tư Đại Đức Tăng với cô tư nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc bài cái bộ Vipputaka, Kinh Phật Tự Thuyết Chiên, chương 2, La Mã, phẩm Mucha Linda, bài 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Uruvela, trên một cái bờ sông Nerachara, dưới gốc cây Mucha Linda, khi Ngài mới chứng đẳng giác, chánh đẳng giác, lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày, ngồi một thế, ngồi kiết già, thọ hưởng là giải thoát. Lúc bấy giờ, một cơn giông tố lớn trái mùa khởi lên, và trong 7 ngày trời mưa, vát đá lý cá, gió lạnh bầu trời u ám, đút đi ni. Rồi thằng rắn Mucha Linda ra khỏi chỗ ở của mình, với cái thân cúng vòng quanh 7 vòng thân của Thế Tôn và đứng thẳng, ví cách cá dơ cao các mang lớn, phá năng trên đầu của Thế Tôn với ý nghĩ, mong Thế Tôn khỏi lạnh, mong Thế Tôn khỏi nóng, mong Thế Tôn khỏi xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, sức nóng, các loài bò sát.
Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi đình ấy. Rồi Mukkalinda, vua các loài rắn, sau khi biết trời đã sáng tỏ, Vittamay đã được thoát đi, cởi mở thân mình khỏi thân Thế Tôn, biến dạng Parisukha Diva, thân sắc của mình hóa hiện thân sắc một thanh niên đứng trước Thế Tôn, chắp tay đảnh lễ Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: viễn ly là an lạc với người biết tri trúc, với người có nghe pháp, với người có chánh kiến, không sân và là an lạc. Những ai ở trên đời đớ hữu tình, chúng sanh biết tự chế ngăn ngừa, ly tham là an lạc, vượt các dục ở đời, ấy nhiếp phục ngã mạn, đây an lạc tối thượng. Dạ, con đã đọc xong hết rồi. Dạ, kính mời vị kế tiếp ạ. Kính cảm ơn Huynh Quá Thanh Á đã post bài. Sa thú lành thầy Xích Tâm Phước. Nam mô Phật-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya, chính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Chính đại lễ chư đại đức tăng chấp đạo tràng, kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được đọc bài kinh Tiểu Bộ Iti Buddhaka, kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Mucchalinda, bài 1. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Uruvela, trên bờ sông Niranjara, dưới gốc cây Mucchalinda, khi Ngài mới chứng chánh đẳng giác, lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Lúc bấy giờ một cơn giông tố lớn trái mùa khởi lên, và trong 7 ngày trời mưa Vatdalika, gió lạnh, bầu trời u ám Duddini. Rồi thần rắn Mucchalinda ra khỏi chỗ ở của mình, với thân cuốn vòng quanh 7 vòng thân của Thế Tôn, và đứng thẳng Vihaccha, do dơ cao các mạn lớn Panang trên đầu Thế Tôn, với ý nghĩa mong Thế Tôn khỏi lạnh, mong Thế Tôn khỏi nóng, mong Thế Tôn khỏi xúc phạm với ruồi, muỗi, gió, sức nóng, các loài bò sát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi đỉnh ấy. Rồi Mucchalinda, vua các loài rắn, sau khi biết trời đã sáng tỏ, Vittamay đã được thoát đi, cởi mở thân mình khỏi Thế Tôn, biến dạng Patisamha Riva, thân sắc của mình hóa hiện thân sắc một thanh niên, đứng trước Thế Tôn, chắp tay đảnh lễ Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên cảm hứng này: viễn ly là an lạc với người biết tri túc, với người có nghe pháp, với người có chánh kiến, không sân là an lạc những ai ở trên đời, đối hữu tình chúng sanh biết tự chế ngăn ngừa, ly tham và an lạc, vượt các dục ở đời, ai nhiếp phục ngã mạn, đây an lạc tối thượng. Dạ, con đã đọc xong. Kinh Tiểu Bộ Iti Buddhaka Avatthana Thế Xích Nhật Huỳnh đã vào room. Avatthana xin được mời Xích nhé. À, kính đại lễ Thượng Tọa Pháp Tân và Quang Lâm Đạo Tràng. Dạ, sa thú kính cảm ơn Huỳnh Quá Thanh Á. Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Còn thành kính lãnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Còn thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sức Trang Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con thấy còn giờ mà không có bàn tay nào, con xin phép bước chào đạo tràng luôn ạ. Nhật Quỳnh kính chào Quỳnh Quát Thanh Á, mến chào Sức Tâm Phương, kính chào Chanh Đá Rá,
Mến chào Thi An Lạc, kính chào Buôn Bỏ, mến chào Xích Rạng Đông, kính chào Hiểu Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào IQ Em Đó, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Trang Thư, mến chào Thi Na, mến chào Xích Hạnh Kiểm, mến kính chào anh chị Phan Văn Liêm. Dạ, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Mến chào Cẩm Vân. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Bình, kính chào Đạo Tràng. Dạ, Xích Hạnh Kiểm đã ôn bài chưa Hạnh Kiểm ơi? Nếu Hạnh Kiểm chưa ôn bài thì kính mời bàn tay Hạnh Kiểm nha. Để không thì Nhật Bình khóa sổ thì mất quyền lợi nghe Hạnh Kiểm. Alo, Hạnh Kiểm có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ, vậy là Hạnh Kiểm không nghe rồi. Dạ, Bình bắt thả đá cho Nhật Bình bài học Nhật Bình trình ôn bài. Dạ, cảm ơn Bình. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Mucchalinda, bài 1 Ra Mã. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở Uruvela, trên bờ sông Neranchara, dưới gốc cây Mucchalinda, khi Ngài mới chứng chánh lặng giác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong 7 ngày một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Lúc bấy giờ, một cơn giông tố lớn trái mùa khởi lên, và trong 7 ngày trời mưa, quách đá ly cá, gió mạnh, bầu trời u ám. Đúc đi này. Rồi thần rắn Mucchalinda ra khỏi chỗ ở của mình với thân cuốn vòng quanh 7 vòng thân của Thế Tôn và đứng thẳng. Quý Hát Chá dơ cao các mang lớn phanh nằng trên đầu Thế Tôn với ý nghĩ trong mong Thế Tôn khỏi lạnh, mong Thế Tôn khỏi nóng, mong Thế Tôn khỏi xúc chạm với ruồi, mũi, gió, sức nóng, các loài bò sát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy. Rồi Mucchalinda, vua các loài rắn, sau khi biết trời đã sáng tỏ, biết thân mây đã được thoát đi, cởi mở thân mình khỏi thân Thế Tôn, biến dạng Bhattisum Mahariqua, thân sắc của mình, hóa hiện thân sắc một thanh niên, đứng trước Thế Tôn, chắp tay đảnh lễ Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Viễn ly là an lạc với người biết tri thức, với người có nghe pháp, với người có chánh kiến. Không sân là an lạc những ai ở trên đời, đối hữu tình chúng sanh biết tự chế ngăn ngừa. Đi tham là an lạc vượt các dục ở đời, ai nhiếp phục ngã mạng, đây an lạc tối thượng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, bài ông đã chấm dứt. Con xin thành kính lãnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Nhật Bình, kính cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, con thấy con sớm 4 phút, nhưng mà con cũng không có thấy bàn tay vị nào, mà con đã thấy Thượng Tọa Pháp Tân vào Đạo Tràng rồi. Dạ, Bạch Sư, Sư có thể cho con thỉnh Pháp Sư sớm để cung thỉnh Sư giảng dạy bài học ngày hôm nay không, Bạch Sư? Dạ, Thượng Tọa Pháp Tân cho con xin một tín hiệu ạ. Chúng con rất là... Dạ, con nghe con tri ân Sư. Dạ, dạ con tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn Vinh Quách Thanh Há, Xích Tâm Phương, Xích Rạng Đông, Xích Cẩm Vân, Thi Na. Xích, dạ, còn vị nào nữa không quý vị? Đã lên ôn bài pháp của kinh, ôn bài tiểu bộ kinh ngày hôm nay. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình kính mời quý vị trong giới Nhật Bình đắn tâm thanh tịnh, cung tịnh Pháp Sư trước khi Đạo Tràng chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tân giảng dạy bài học mới ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sàn trong nước minh quang luôn chờ, trời lâu mọc đằng nhờ ánh sáng cho hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Và trước khi con thỉnh sư lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ, cảm ơn Vinh Bát Tha Na. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Từ Thuyết chương 2, phẩm Mucchalinda, bài 2 La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sa Thí, tại Chê Ta Qua Ná, khu vườn, ông Anna Tha Phin Đi Cá. Lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ kheo sau bữa ăn đi khất thực trở về, ngồi họp tại hội trường và câu chuyện này được khởi lên. Này chư hiền, giữa hai vị vua này, vua Seniya Binlisara ở Makkha, Ma Kiệt Đà, và vua Vasenadi ở xứ Kosala, ai giàu có hơn, ai tài sản lớn hơn, ai kho tàng lớn hơn, ai bất độ lớn hơn, ai đi xe cộ lớn hơn, ai sức mạnh lớn hơn, ai thần lực lớn hơn, ai uy lực lớn hơn. Rồi câu chuyện này giữa các tỳ kheo ấy chưa được chấm dứt. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, ở đây nay có người ngồi hội họp. Này các tỳ kheo, ở đây nay các ngươi ngồi hội với câu chuyện gì, và câu chuyện gì giữa chừng chưa chấm dứt giữa các ngươi? Ở đây bạch Thế Tôn, chúng con sao ăn đi khất thực trở về, câu chuyện này được khơi lên. Ai uy lực lớn hơn? Câu chuyện này giữa chúng con bạch Thế Tôn chưa chấm dứt, thời Thế Tôn đã đến. Này các tỳ kheo, thật không thích đáng cho các ngươi, những thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại nói câu chuyện như vậy. Này các tỳ kheo, khi các ngươi hội họp với nhau, có hai việc cần phải làm: đàm luận về chánh pháp hay giữa giữ sự im lặng của bậc thánh. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này:
Dục lạc giữa đời, cả thiên lạc này không bằng phần 16 lạc do ái đoạn diệt. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt-tha-ya, Nam Mô Tham-ma-ya, Nam Mô Sang-kha-ya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tỳ Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông. Sau một thời gian chúng ta nghỉ để một tháng trời, lễ dân y Kathina, mùa dân y Kathina của 2021 đã chấm dứt vừa rồi. Hôm nay thì cái ngày giảng của chúng tôi, do vậy đó thì trở lại với lại cái chương trình học. Như cái bộ kinh của chúng tôi giảng tiểu bộ Phật thuyết như vậy. Nhờ ở đây đó thì trước khi giảng chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawan Tăng Aphiwa Đề Mí Nhất Tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác Đấng Thiên Nhân Sư Bi Trí Vẹn Toàn Xoa Khá Tô Phá Cá Quá Ta Thâm Mô Thâm Mang Nạp Mạ Sa Mí Nhất Tâm Đảnh Lễ Giáo Pháp do Đức Thế Tôn Khéo Thuyết Giảng Đạo Chuyển Mê Khai Ngộ Ly Khổ Đắc Lạc Thiết Thực Hiện Tiện Vượt Thời Gian Đến Để Chứng Ngộ Subhatibhano Phá Gá Quá Tô Sa Quá Ca Săn Khô Săn Khăn Nạp Mạ Sa Mí Nhất tâm đảnh lễ chư hiện thánh tăng, các ngài đã quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu ân tâm bảo giang hộ cho chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ, luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay, chúng ta học bài số 2 La Mã ở trong phẩm Mucchalinda. Phần chánh kinh thì chúng ta đã nghe đọc và chúng tôi xin lập sơ lại rồi chúng tôi sẽ lấy cái ý ở trong cái bài học hôm nay để chúng tôi giảng. Cái sự việc nó lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn này ở tại Savatthi, tại khu vườn của ông Anathabinika, tức là cấp cô độc. Thì lúc bấy giờ chư tỳ kheo sau khi bữa ăn thì các vị tỳ kheo hội họp tại hội trường. Và khi mà hội họp tại hội trường thì các vị tỳ kheo bàn với nhau, bàn về nhau về hai cái vị vua, một vị vua tên là Bimbisara. Chúng ta thường được phiên âm gọi là Bình Sa Vương Bimbisara ở cái xứ Magatha. Vị vua thứ hai là vị vua Basenadi ở cái xứ Kosala. Hai vị vua này và các vị tỳ kheo ngồi bàn với nhau là về tài sản, về kho báu, về quốc độ, về quyền lực, tất cả các thứ của hai vị vua này, giống như là hai cái sự so sánh giữa hai vị vua này, coi vị nào nhiều hơn, vị nào to tát hơn, vị nào uy lực hơn. Thì khi mà sau một buổi chiều Đức Thế Tôn ngài thiền tịnh xong đó, thì ngài đi đến cái chỗ đó. Và khi mà ngài đi đến đó, thì các vị tỳ kheo đã soạn sẵn cái chỗ ngồi. Thì các vị tỳ kheo Đức Phật ngài mới hỏi rằng các thầy đang bàn cái vị gì, bàn cái việc gì vậy? Thì các vị tỳ kheo mới nói là chúng con bàn về hai cái vị vua
vị nào quốc độ nhiều hơn, vị nào tài sản nhiều hơn, vị nào kho báu kho tàng nhiều hơn, xe cộ nhiều hơn, vân vân. Thì Đức Phật ngài nói rằng nếu một vị mà tỳ kheo mà nó không đáng cho một cái vị tỳ kheo khi mà mình xuất gia đó, mà mình một vị xuất gia vì lòng tin, một vị tỳ kheo xuất gia vì lòng tin mà mình từ bỏ gia đình như vậy, mà nếu mà mình bàn về hai cái bàn về những việc đó thì quả thật là nó vô ích. Trong khi Đức Phật ngài dạy rằng các thầy khi mà các thầy hội họp nhau thì các thầy nên có hai việc mà cần phải làm. Có hai việc cần phải làm. Đó là gì? Đàm luận về chánh pháp. Hai nữa là giữ im lặng của Bậc Thánh. Cái câu này xuyên suốt ở trong nhiều kinh. Câu này là xuyên suốt ở trong nhiều kinh. Đức Phật thường nhắc đến những điều đó. Cho nên là cũng có một cái câu kinh khác đó. Thì Phật nói nơi nào mà bàn luận về chánh pháp đó, giáo pháp đó, thì nơi đó sẽ được sáng chói. Sáng chói. Hội chúng ở đó sẽ được sáng chói. Sáng chói ở đây trong cái nghĩa là hội chúng sẽ được thông hiểu. Được thông hiểu. Hiểu được cái chân lý. Hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Hiểu được cái tôn chỉ mà Đức Phật ngài đã truyền dạy lại. Đó là việc mà cần phải làm. Sáng chói là như vậy. Cho nên khi mà Phật ngài nói rằng khi mà các thầy hội họp với nhau đó, thì các thầy có hai việc cần làm. Một là nói năng như chánh pháp. Hai là giữ im lặng của Bậc Thánh. Đó là hai việc cần làm. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái điều mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó. Trong cái kệ ngôn này thì Đức Phật ngài dạy rằng dục lạc gì ở đời, kể cả thiên lạc, không bằng phần 16 lạc do ái diệt đoạn diệt. Ngay cả cái lạc, cái thiên lạc ở cõi trời thì cái đó nó cũng không có quý, không có đặc biệt bằng cái lạc mà mình đoạn tận ái. Cái điều đó rất là quan trọng. Bây giờ trở lại cái ý nghĩa như thế này nè. Đức Phật ngài dạy rằng là nếu mà một thầy tỳ kheo mà xuất gia vì niềm tin, xuất gia vì niềm tin, rồi từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình, đời sống không gia đình. Sự thật ra thì một người xuất gia đó, thì ở trong luật nói tới năm cái đối tượng xuất gia là, nhưng mà cái đối tượng mà gọi là xuất gia vì niềm tin đó, thì đó là một cái đối tượng rất là quý ở trong cuộc đời này. Rồi khi mà mình xuất gia vì niềm tin ở đây là gì? Ít ra thì mình tin ở nơi nhân quả nghiệp báo luân hồi. Có người sợ luân hồi khổ cho nên là người ta xuất gia. Có người sợ bệnh cho nên là người ta xuất gia. Có người nghĩ rằng mình cần phải có an lạc nội tâm, an tịnh nội tâm để rồi mình xuất gia. Sống một cái đời đạo hạnh cho nên người đã xuất gia. Thì nhiều người, nhiều cái cách để mà người ta suy nghĩ rằng người ta sẽ xuất gia. Mà xuất gia đó là bằng niềm tin. Còn mình trừ ra là mình xuất gia bằng với cái lý do gì đó, với lý do gì đó, thì chúng ta biết rằng cái lý do đó ngoài cái việc này chúng ta không bàn tới. Nhưng mà nói đến một cái vị mà xuất gia bằng niềm tin, ở đây đó thì chúng tôi nghĩ đó là khi mà mình vấn thân vào một cái đời sống xuất gia đó, thì mình chấp nhận ra bỏ cái ràng buộc, bỏ bớt những cái ràng buộc. Ai gì ở đời đó thì người ta ràng buộc vợ con, ràng buộc gia đình, ràng buộc sự nghiệp, ràng buộc nhiều thứ ở trên cuộc đời này, danh vọng, địa vị, nghề nghiệp mà chúng tôi nói nghề nghiệp ở bên ngoài đó. Người ta có thể vì nghề nghiệp mà người ta có thể làm với cái đời sống của họ phải gắn liền với cái nghề nghiệp của họ. Như vậy thì khi mà mình xuất gia đó, thì
thì đó là xuất gia với cái niềm tin nghĩ rằng chính cái giáo pháp của Đức Phật đó có cái không có cái công năng diệu dụng giúp mình được an lạc nội tâm, giúp mình được cởi bỏ những cái sự ràng buộc, cởi bỏ những sự ràng buộc, thì đó là xuất gia bằng với cái đời sống niềm tin. Ít ra đó là mình tin rằng một lúc nào đó nội tâm mình được cởi bỏ những cái sự ràng buộc, mình sẽ thanh thản, mình sẽ nhẹ nhàng và mình không còn bị những sự hệ lụy của sự ràng buộc để mình đạt được cái sự giải thoát. Đó là cái ý tưởng mà chúng tôi nói là nghĩ rằng đó là cái lý tưởng xuất gia của một người chân chánh. Khi mà mình thầy tỳ kheo á, ở trong kinh á, thì chúng ta biết rằng có nhiều khi đó mình ngồi mình bàn, mình nói chuyện này chuyện nọ, chuyện đầu trên sớm dưới, như là cái câu chuyện xảy ra của cái đoạn kinh này, cái bài kinh này hôm nay Đức Phật ngài dạy. Tức là hai thầy tỳ, các vị thầy tỳ kheo ngồi nhóm họp với nhau, nhóm họp với nhau. Rồi khi mà nhóm họp với nhau đó thì các thầy bàn về hai cái quy luật tài sản, quốc độ, quyền lực, tất cả các thứ của hai vị vua, vua Basenadi và vị vua Bimbisara, vua Ba Tư Nặc và vua Bình Sa Sa Dương. Đó là hai vua Bình Sa. Thì khi mà bàn về hai điều đó thì Đức Phật ngài gọi đó là cái không có lợi ích gì, hay mình nói cách khác tức là nói chuyện phím, chuyện phím không có lợi ích gì. Bởi vì mình nói những điều đó mình cũng chẳng giúp ích gì cho cái vị kia, cho các vị kia, mà mình cũng chẳng có lợi gì cho mình. Khi mà mình xuất gia bằng với cái đời sống, xuất gia bằng cái niềm tin của chính mình. Cho nên ở đây đó là khi mà mình xuất gia với cái niềm tin, xuất gia cái niềm tin. Thì ở đây chúng tôi xin nói, nếu mà mình gặp mặt nhau á, các thầy tỳ kheo á, chúng tôi có nhớ một cái câu chuyện như thế này. Có một lần nọ khi mà Đức Phật ngài, các thầy tỳ kheo ngồi ở tại một cái giảng đường, giảng đường. Thì khi mà ngồi ở giảng đường thì các vị tỳ kheo bàn với nhau về chánh pháp. Vị này nói giáo lý, nói Phật pháp này, nói Phật pháp nọ, nói cái lời này là lời dạy của Phật. Bàn như vậy thì lúc đó tình cờ Đức Phật ngài đi đến ngài nghe cái câu chuyện của các vị tỳ kheo đang bàn giáo pháp, như vị này nói pháp này như thế này, pháp nọ như thế kia, vân vân. Để nó bàn như vậy là để sáng tỏ thêm cái lời dạy của Phật. Cho nên là trong cái điều mà chúng ta bàn về Phật pháp đó, nó làm cho chúng ta được mở mang thêm, làm cho chúng ta được sáng tỏ thêm, làm cho chúng ta được giải quyết những cái nghi hoặc ở trong lòng. Đó. Thì khi đó Đức Phật ngài bước đến thì ngài đứng ở bên ngoài. Và đứng ở bên ngoài như vậy thì ngài yên lặng, ngài không nói gì. Sau khi chư tỳ kheo bàn xong đó, thì Đức Phật ngài mới từ tốn, ngài mới bước vào bên trong cái giảng đường. Thì chư tỳ kheo mới nói bạch với Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, chúng con rất tiếc là chúng con không biết Đức Thế Tôn đến. Nếu chúng con biết Đức Thế Tôn đến thì chúng con ngưng từ ngay lúc mà Đức Thế Tôn vừa đến, chúng con thỉnh Đức Thế Tôn vào ở trong cái giảng đường này. Thì Đức Phật ngài nói: Không, Như Lai tôn trọng Pháp. Chúng ta thấy không? Một bậc mà giác ngộ từ giáo Pháp, hay mình gọi là một bậc Pháp Vương ấy. Pháp Vương tức là vua Pháp đó, vua của Pháp đó. Thì các ngài còn phải tôn trọng Pháp. Ngài còn phải tôn trọng Pháp. Khi mà Chư Tăng đang bàn luận giáo Pháp, Đức Phật ngài vẫn đứng yên ở bên ngoài để chờ sau khi Chư Tăng dứt cái câu chuyện bàn luận đó thì Đức Phật ngài mới bước vào trong giảng đường. Nói điều này để cho chúng ta thấy rằng cái việc mà Đức Phật ngài, ngài là một bậc giác ngộ giáo Pháp, giáo Pháp tác thành quả vị Phật,
nhờ ngài tu cái giáo pháp này mà ngài chứng thành quả vị Phật. Chứng thành quả vị Phật. Và khi mà ngài chứng thành quả vị Phật thì ngài mới giác ngộ được cái nguyên lý cái giáo pháp này, cái lời dạy này, cái pháp này. Pháp này nó có nhiều, nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà tụng chung á, chúng ta thấy hai điều. Giống như là chúng ta nghe ở trong kinh á, Đức Phật ngài nói là trong tất cả, trong bài kinh dụ dấu chân voi đó, thì Đức Phật ngài mới nói là trong tất cả các cái dấu chân đó, thì bao trùm tất cả các cái dấu chân đó là dấu chân voi. Dấu chân bài kinh Tích Tượng, bài kinh nói tiếng Việt là bài kinh dụ dấu chân voi, nhưng mà bài kinh tiếng Hán thì đó là bài kinh Tích Tượng, dụ Tích Tượng, tức là cái dấu chân voi Tích Tượng. Thì Đức Phật ngài nói rằng trong tất cả các thiện pháp đó, thì tứ đế là bao trùm tất cả các thiện pháp. Để rồi chúng ta thấy rằng là cái điều mà Đức Phật ngài dạy nó có thể nêu lên sự khổ và sự chấm dứt khổ mà thôi. Chúng ta thấy thông suốt từ ở cái xuyên suốt ở trong cái giáo điển của Đức Phật chúng ta thấy rằng rằng là dường như là nói lên sự khổ và sự chấm dứt khổ. Mà nói sự khổ có nghĩa là nguyên nhân đưa đến khổ, đó là pháp bất thiện. Trong đó cái pháp tiêu biểu là vô minh, tham ái và chấp thủ. Cho nên là tham ái chính là tập đế, mà khổ đế là quả. Khổ đế là quả, tập đế là nhân. Tập nhân. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng là mình nói trong giáo lý tứ đế, nó liên quan với cái ngũ uẩn của chính mình, nó liên quan đến cái sự vận hành của các pháp của thế gian này. Thì chúng ta thấy rằng nó bao gồm cả cái giáo lý tứ đế đó. Và sự chấm dứt khổ tức là diệt đế. Dĩ nhiên là diệt đế, sự chấm dứt khổ là diệt đế, là cái nguyên lý thứ tư. Nhưng mà đồng thời là ngài nói rằng cái phương pháp đưa đến chấm dứt khổ đó là đạo đế. Như vậy thì cái việc giác ngộ của Đức Phật đó có nghĩa là nhìn thấy cái pháp bất thiện, thấy được pháp bất thiện là cần đoạn trừ. Và đây là sự tịch tịnh, đây là tu tập, đây là con đường để đưa đến chấm dứt khổ đạo, tức là đạo đế. Đạo đế. Như vậy thì có thể nói một điều đó là Đức Phật á, là một bậc giác ngộ, một bậc gọi là chánh biến tri. Chánh biến tri mà mình thường tụng kinh á, thường tụng kinh mình thường gọi là ứng cúng chánh biến tri, Vichacharana, minh hạnh túc, vân vân. Thì ở đây đó là có thể nói rằng một vị mà chánh đẳng chánh giác như Đức Phật đó, ngài giác ngộ cái giáo lý này, giáo pháp này, giáo pháp này. Và chính vì vậy cho nên là ở đây đó là khi mà mình các thầy tỳ kheo mà hội họp với nhau đó, khi mà mình ở đâu cũng vậy, trong cái tôn giáo đó, tôn giáo mình ở Phật giáo nói riêng đó, có hai điều. Một là nếu mà mình tìm hiểu được cái lời dạy dạy nguyên thủy của Đức Phật đó, thì đó là một cái phương pháp, cái đường lối để tu tập thôi. Tu tập. Ngày xưa cái lời dạy của Đức Phật nguyên đó, đó là cái đường lối, cái phương hướng, phương pháp để tu tập hành trì thôi. Rồi cái thứ hai nữa đó là ngày nay đó, Phật giáo nó trở thành một cái tôn giáo, thì ở bên cạnh đó đó là nó là một tôn giáo để mà nó trở thành đáp ứng cái đời sống tinh thần cho tín đồ, đáp ứng đời sống tinh thần cho tín đồ. Như vậy thì ở trong cái giáo đó chúng ta thấy hai điều. Một là cái việc mà đáp ứng cái đời sống tinh thần cho tín ngưỡng cho tín đồ Phật giáo. Cho nên là chúng ta có cái nghi lễ, rồi chúng ta có những cái hình thức cầu an, cầu siêu,
rồi chúng ta có cái hình thức của cái này cái kia, của những cái sự nghi lễ, có chùa chiền, có những cái sự đáp ứng đó. Nhưng mà cái nghĩa mà sâu sắc đó thì chúng ta thấy rằng là cái phương pháp hành trì. Phương pháp hành trì. Cho nên trong luật tạng ngày nào chúng ta thấy rằng một điều đó là Phật giáo chúng ta nó được xương minh, được tồn tại lâu dài, nó có hai cái việc. Một là về hình thức. Về hình thức thì chúng ta thấy các cái nghi lễ nơi chùa chiền, rồi có cái sự hiện diện của hình thức của tăng chúng, có tượng Phật, có giáo pháp Tam Tạng kinh điển. Nhưng mà cái về Phật nội dung á, về phần nội dung á, là phương pháp hành trì. Phương pháp hành trì tức là dù là người cư sĩ hay là các bậc xuất gia, đặc biệt là các bậc xuất gia đó, thì dành cái thời gian cho mình đó, là cái việc hành trì giáo pháp của Đức Phật. Đó là cái phần nội dung. Mà Phật pháp á, nếu một lúc nào đó mà chúng ta thấy rằng không có một cái chùa chiền nào hết á, không có thiền viện, không có chùa chiền, không có am tất, không có người tu hành, thì lúc đó đó chúng ta nó đã, cái đời sống nó rất là suy rồi. Đời sống tinh thần, đời sống Phật pháp của chúng ta rất là suy. Vì vậy cho nên là trong Phật giáo, Đức Phật ngài dạy đó, trong luật á, thì Đức Phật ngài dạy rằng như thế này. Ngài nói ngày nào đó mà luật tạng còn đó, thì giáo pháp còn. Hai luật tạ diền mối của tăng đoàn, diền mối của giáo pháp, là diền mối của tăng đoàn. Thì há lúc nào mà tăng chúng còn hành trì theo giáo pháp Đức Phật, đặc biệt là kinh luật và luận đó, thì Tam Tạng đó còn giữ được cái diền mối đó thì chính là Phật pháp còn. Chứ một lúc nào đó mà chúng ta chỉ có cái hình thức không mà không có nội dung, giống như chúng ta có những cái ngôi chùa thật to ha, nhưng mà không có người tu, hoặc là lác đác chỉ có những người chủ trương cái này hoặc chủ trương cái kia, không có đặt nặng, không có đặt trọng tâm vào cái đời sống hành trì, tức là thực hành giới định tuệ của Đức Phật đó, giáo pháp của Đức Phật đó, thì lúc đó nó rỗng không, mà nó không có cái lợi ích gì hết đó, không có lợi ích nhiều, cái cốt lõi. Bởi vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái việc truyền thừa của Phật pháp đó, không phải là mình nhìn lại lịch sử của Phật giáo của chúng ta, một thời vàng son ở Phật giáo tồn tại Ấn Độ, rồi đến một lúc nào đó, từ ở khi mà Đức Phật ngài mới vừa tịch diệt đó, thì Phật giáo vẫn còn hưng thịnh ở tại Ấn Độ. Nhưng mà lần lượt rồi đó thì không còn tồn tại ở Ấn Độ, không còn tồn tại ở Ấn Độ, bị suy vong. Rồi bây giờ Phật giáo mới truyền sang các nước Đông Nam Á hay là các nước châu Á của chúng ta nói chung, và ngày nay lan rộng cả năm châu. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là cái phần nội dung á, nó rất là quan trọng. Khi mà các thầy tỳ kheo mà ngồi hội họp với nhau đó thì nên bàn. Bởi chúng ta thấy rằng trên thế giới này có bao nhiêu nước còn lại là cái việc trùng tụng Tam Tạng đó, chỉ có Myanmar thôi, Miến Điện đó, là hàng năm họ có những cái cuộc thi Tam Tạng. Thi Tam Tạng đó là để nhằm chấn chỉnh, hiểu lại cái lời dạy của Đức Phật. Nhiều khi nó một lúc nào đó bị mai một, nhưng mà giờ á, là khi mà mình gặp nhau, chưa tùy theo mà gặp nhau bàn cái này bàn cái kia đó, thì sự thật ra đó nó không có lợi gì cho cái đời sống của một vị xuất gia hết á, bị mất rất mất thời gian. Trong khi là mình nên, nếu có bàn chăng thì bàn nói năng với Phật pháp, nói năng với chánh pháp, nói cái gì thì nói ở trong chánh pháp, nói cái gì nói bằng giáo pháp, ở trong kinh như thế này, trong luật như thế này,
trong luận như thế này, lời dạy của Đức Phật như thế này, hiểu như thế này. Thì nếu như mà mình hiểu sai đó, thì sẽ có người khác mình bàn cái điều đó, mình đưa cái suy nghĩ của mình ra những cái điều mà suy nghĩ của mình cho người khác biết. Rồi người nào có cao kiến hơn, vị nào là vị thiện trí trong cuộc đời, họ nhìn thấy ở cái đó nó sai, thì người ta kịp thời ta chấn chỉnh liền, chấn chỉnh liền. Người ta nói cái đó nó chưa có đúng, vì đó nói vậy là chưa có đúng, vậy là sai, cần phải sửa chữa. Thì đó, như vậy thì ở đây đó, nếu mà mình nói với Phật Pháp đó, thì dù là người cư sĩ hay là người xuất gia đi nữa, người ta cũng được lợi lạc, cũng được lợi lạc. Ít nhiều đó thì người ta còn được lợi lạc rất là nhiều. Trong khi nếu mà chúng ta quên mất đi cái giáo pháp lời dạy của Đức Phật, mà bây giờ chúng ta biến cái chùa, biến cái chùa, là biến cái thiền viện, biến cái am thất gì đó trở thành một cái nơi thờ cúng không á, thì cũng chưa. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng á, là cái việc mà Đức Phật ngài dạy rằng có hai cái sự cúng dường, hai cái sự cúng dường, thì Đức Phật ngài gọi là thứ nhất á, là Amisapucha, tức là cúng dường bằng tài vật. Tài vật, thí dụ như chúng ta có cái gì đó chúng ta cúng dường đối với Tam Bảo, có cơm canh bánh trái đặt bát cúng dường với chư tăng đó, đó là cúng dường bằng tài vật. Rồi chúng ta cúng dường tịnh tài để sửa chữa chùa, hay là cúng dường nhang đèn đến Đức Phật đó, thì đó là gọi là cúng dường bằng tài vật, hoặc là tô tượng, hoặc là đúc tượng, hoặc đúc chuông, hoặc là làm này làm kia. Mặc dù là cái việc đúc chuông á là việc sau này, nhưng mà rõ ràng là chúng ta làm những cái việc đó để nhằm để duy trì hay là giữ được cái hình thức, hay là bảo tồn tăng chúng, duy trì để mà hộ trì tăng chúng, hộ trì Tam Bảo, thì chúng ta cúng dường bằng cái sự tài vật. Cái cúng dường thứ hai nữa là Đức Phật ngài nói rằng Patipatipucha, tức là cúng dường bằng sự thực hành. Cho nên là cái sự cúng dường mà sự thực hành đó, Đức Phật ngài nói rất là cao quý, rất là cao quý. Cúng dường hai cái việc đó, nhưng mà cúng dường bằng tài vật, cúng dường bằng sự thực hành đó, là cao quý nhất trên cuộc đời này. Chúng ta thấy vậy. Cho nên là mục đích của Đức Phật á, Phật dạy cho chúng ta đó là, bởi vì nghe, Phật dạy cho chúng ta đó là ngay cả từ khi mà Đức Phật chuẩn bị sắp sửa niết bàn, ngài còn căn dặn chúng ta một điều, đó là các thầy tỳ kheo, hữu vi là vô thường, các thầy hãy nên cố gắng tinh tấn nỗ lực hành trì, Như Lai chỉ là một bậc đạo sư. Cho nên chúng ta nghe Đức Phật căn dặn như vậy đó, thì chúng ta mới thấy một điều, đó là Đức Phật luôn nhắc cho chúng ta là hữu vi là vô thường, vạn vật trên cuộc đời này rồi phải biến đổi thôi, phải thay đổi thôi. Cho nên là nếu mà chúng ta nói là khi chúng ta sống mà cát bụi trở về với cát bụi, hay là chúng ta chết thì rõ ràng là chúng ta cũng đem theo được cái gì hết á. Mình nói vậy đó, hồi nhỏ đó thì mình ham được cái này, ham được cái kia rất là nhiều, mà bây giờ á, mình già rồi, mình chỉ mong mà là mình ham được mình có sức khỏe. Lúc bấy giờ là mình chỉ thích được là mình có sức khỏe, rồi mình có được cái đời sống tinh thần được an ổn, an yên trong cuộc đời này. Đó là cái điều quý của chúng ta rồi. Sự thật ra vậy. Chúng ta có niềm tin đối với Tam Bảo, chúng ta có được cái phước báo thiện sự mà chúng ta tạo ở trong đời sống, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó là cái suy nghĩ của trong mỗi chúng ta. Khi mà chúng ta bước chân vào đường đạo, và khi chúng ta lớn lên, chúng ta trở thành cái người mà có tuổi rồi, chúng ta sống một cách trầm tĩnh, nhẹ nhàng lại. Đặc biệt là chúng ta để dành cái đời sống tinh thần rất là nhiều, thời gian rất là nhiều ở trong tinh thần. Như vậy thì ở đây đó, khi Đức Phật ngài nói rằng là nếu các thầy hội họp với nhau thì nên bàn với Phật Pháp. Bàn Phật Pháp là nơi đó, là nơi mà để sáng chói mà. Sáng chói. Hội chúng đó là hội chúng được sáng chói. Còn hội chúng mà không bàn Phật Pháp,
hội chúng hơn thua với nhau miệng lưỡi, hơn thua với nhau về tranh cãi, hơn thua với nhau về lợi lộc, hơn thua với nhau những điều này điều nọ, thì cái hội chúng đó nó không có sáng chói, nó không sáng chói. Như vậy thì ở đây đó là bàn Phật pháp, đó là một hội chúng sáng chói. Khi chúng ta nếu có gặp nhau ở đây đó, là ví dụ như người cư sĩ hay là các bậc xuất gia cũng vậy, mình nói với nhau Phật pháp, nói ở trong kinh, ở trong cái kinh đó như vậy, mình mẫu xẻ ra, mình nói chia sẻ, thì chúng tôi nghĩ rằng rất là được được lợi lạc rất là nhiều. Cho nên khi mà một thầy tỳ kheo tên là Thamarama đó, Brahma đó, khi mà hay Đức Phật sắp sửa tịch diệt, hay Đức Phật sắp sửa tịch diệt, thì cái vị tỳ kheo này chỉ xin Đức Phật một điều, đó là đến Đức Phật để mà xin cái đề mục để hành trì. Vị này nghĩ rằng là chẳng bao lâu nữa thì Đức Thế Tôn sẽ tịch diệt. Cho nên nếu mà chúng ta, Đức Thế Tôn mà tịch diệt rồi đó, mà chúng ta không có lo tu tập á, thì chúng ta cũng chẳng được có cái sự lợi lạc gì. Cho nên vị tỳ kheo này xin Đức Phật một cái đề mục, rồi cái là đi vào ở trong cái nơi thanh vắng để mà lo hành trì. Dĩ nhiên á, là nói các cái bậc đó, nói các cái bậc đó, các cái bậc đó là các cái bậc mà đầy đủ pháp độ, quý vị, pháp độ. Người ta hành trì thì chẳng bao lâu sau thì cái vị tỳ kheo Thamarama này chứng đắc quả vị thánh nhân. Thì nói như vậy để mình thấy rằng cái vị này pháp độ đã được đầy đủ, cho nên là hành trì rồi đó là sẽ được dễ dàng. Nhưng mà ở đây ấy, chúng ta không thể nào biết rằng chúng ta đầy đủ pháp độ hay là chưa đầy đủ pháp độ. Có một điều đó là chúng ta sanh vào cái thời kỳ này đó, vào cái thời kỳ này đó, thì phải nói rằng là nghiệp bất thiện chúng ta dày, nhưng mà phước chúng ta mỏng so với các vị ấy, so với các vị ấy. Cho nên là nếu một lúc nào chúng ta gặp được Phật pháp đó, chúng ta suy tư, nói năng trong Phật pháp, suy tư ở trong Phật pháp, nói năng trong Phật pháp và hành trì ở trong Phật pháp, thì quả thật là được cái sự lợi lạc rất là lớn. Như là một cái vị tỳ kheo tên là Thamarama vậy đó. Cho nên là vị đó đã hành trì mà có sự thành tựu. Như vậy thì ở đây đó là Đức Phật ngài nói cái điều thứ nhất đó là khi mà các thầy hội họp nhau thì nên đàm luận về chánh pháp. Đàm luận về chánh pháp. Bởi vì mình bàn cái chuyện đầu trên sớm dưới nó cũng chẳng có lợi gì mình. Mình bàn cái chuyện chánh trị, chuyện đó là chuyện không phải là của mình, của những vị lãnh đạo, của những vị lãnh đạo quốc gia, của những nhà chánh trị, của những nhà lãnh đạo quốc gia, những nhà chức trách. Còn đối với chúng ta đó là cái người tu. Chúng tôi nhớ là có một cái đoạn kinh, Đức Phật ngài nói là Vasistha nên biết đó. Hồi xưa chúng tôi nhớ đọc cái bản kinh, hình như là cái kinh Sa Di Giới Pháp hay gì, có cái bài kinh gọi là Vasistha nên biết. Hồi đó là nhà xuất bản Sala, chúng tôi nhớ là như vậy. Thì hả mà Đức Phật ngài nói rằng Vasistha tức là một vị Bà La Môn đó, một người đó tên, một nhân vật đó tên là Vasistha. Đức Phật ngài nói rằng nếu mà mình làm bác sĩ á, thì người ta gọi mình là bác sĩ, y sĩ, một thầy thuốc. Mình là một cái người buôn bán thì người ta nói mình là cái người thương buôn. Rồi là mình là một cái người làm nông á, thì người ta nói mình người làm nông. Và vì vậy đó cho nên là để đúng cái nghĩa của một cái người tu xuất gia trong Phật pháp đó, để gọi là một người tu sĩ đó, là mình hành trì giáo pháp của Đức Phật, nói nôm na là như vậy. Mình hành trì giáo pháp của Đức Phật như vậy đó, thì mình xứng đáng được gọi là Bà La Môn. Được gọi là Bà La Môn. Cái từ Bà La Môn ở đây đó là chỉ cho một cái bậc xuất gia, bậc thánh ở trong giáo pháp này. Là như vậy. Như vậy thì
Khi Đức Phật Ngài nói rằng các thầy tỳ kheo mà khi hội họp nhau á, thì các thầy nên bàn với nhau về 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 chánh pháp. Cái thứ hai nữa đó là Đức Phật Ngài dạy là nên giữ sự im lặng của bậc thánh. Im lặng của bậc thánh, im lặng của bậc thánh, đặc biệt là giữ cái tâm được thanh tịnh. Cho nên là khi mà chúng ta có dịp và chúng ta qua bên trường thiền á, đặc biệt là trường thiền Myanmar, các cái trường thiền đó, hay hoặc là chúng ta đi đến các cái trường thiền thì thường là có những cái câu nói là nên giữ sự im lặng, có những cái khẩu hiệu người ta đề lên trên bảng, trên giấy gì đó, người ta đề cái khẩu hiệu là nên giữ sự yên lặng. Và ở trong trường thiền đó, thì người ta, cái món quà mà tặng cho nhau tốt nhất đối với các vị hành giả đối với nhau á, thì đó là sự yên lặng. Đó là sự yên lặng. Cho nên á, không có thể nói rằng á, là người ta yên lặng hết rồi mình tạo sự ồn ào thì nó không đúng. Mình đã chấp nhận bước vô cái trường thiền rồi á, cái nơi mà để hành thiền, thì mình phải thúc liễm, mình phải chuyên tâm lo hành. Chúng tôi nói là như vậy. Thí dụ như là mình trừ giờ ngủ nghỉ thôi, mình cũng không dành thời gian ngủ nghỉ nhiều. Một ngày như vậy là mình không dành thời gian ngủ nghỉ nhiều. Trừ cái thời gian ngủ nghỉ ra, trừ thời gian đi tiểu tiện đại tiện ra, và trừ cái thời gian để thọ thực ra, khất thực thọ thực ra đó, thì dành cái thời gian còn lại đó là thời gian trao dồi cái nội tâm của mình. Cái điều đó rất là quan trọng. Cho nên ở trong trường thiền đó, là cái món quà mà tặng cho nhau tốt nhất là gì? Là sự yên lặng. Yên lặng. Vì vậy cho nên là bây giờ đó, khi mà nói đến cái việc hành trì ở trong giáo pháp của Đức Phật, chúng tôi gọi là cái sự thiền tập. Chúng tôi gọi là cái sự thiền tập. Thiền tập là sao? Là mình tập thiền. Tập thiền. Hành thiền, tập thiền. Hành thiền có nghĩa là mình phải đặt cái tâm của mình vào ở trong một cái đề mục. Trong một cái đề mục. Và khi đi đứng nằm ngồi gì đó, mình đều có cái sự hành trì như vậy, thì cái tâm của mình nó sẽ quen dần. Còn nếu mà tâm của mình để phóng túng, phan duyên theo trần cảnh thì rõ ràng là khó bao giờ chúng ta được kiểm thúc. Mà để đến lúc nào đó mà chúng ta hơi cùng sức cạn đó, sức kiệt đó, thì rõ ràng là chúng ta không đủ để mà chuyên tâm lo mà hành nữa. Tại vì sao? Lúc đó bạo bệnh, cái cơn bạo bệnh nó hoành hành cơ thể chúng ta, thì lúc đó cảm thọ thuộc về thọ khổ của thân đó, và các cái cảm thọ nó được diễn ra ở trong đời sống, đặc biệt là thọ khổ của thân đó, nó làm cho cái tâm của mình phải an tịnh được. Thì lúc đó đó mình dường như là cái sự gọi là lực bất tòng tâm. Có nghĩa là ngay từ lúc này, trong mỗi lúc mỗi nơi, lúc nào cũng vậy, mình luôn luôn giữ cái tâm của mình đời sống có chánh niệm. Đời sống có chánh niệm. Cho nên là mình đặt chánh niệm của mình vào, đặt cái niệm của mình vào ở trong cái đề mục. Tùy vào mỗi người thôi. Mỗi người có cái đề mục. Hoặc vị đó niệm về cảm thọ, về quán về thọ, hoặc là vị đó quán về thân, vân vân, hoặc về vị đó quán về pháp, vị đó quán về tâm, vân vân. Thì làm sao cái tâm của mình có được cái sự an tịnh? Tức là mình tập vậy. Mặc dù là cái lúc ban đầu đó, thì mình tập rất là khó khăn ha? Mình tập rất là khó khăn. Mà quý vị biết rằng cái cảnh đó, xung quanh của mình nó dễ bị ràng buộc lắm. Khi một khi cái tâm của mình chưa có vững vàng thì mình dễ bị chao tâm, dễ bị phóng tâm trước những cái cảnh gì đó do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, hoặc là ý mình suy nghĩ.
Cho nên tâm mình nó gặp cảnh, chúng ta thường là bị tám ngọn gió đời, được danh mất danh, được lợi mất lợi, được quyền tước mất quyền tước, vân vân, được và mất đó. Và cái được thì chúng ta vô hình chung làm cho cái tâm mình bị cuốn trôi theo cái tham dục. Và cái mất đó, đó là nếu chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không nhìn nhận lại một cách rõ ràng đó, thì chúng ta bị mất một cái gì đó, thì chúng ta nghĩ chúng ta quá mất, chúng ta mất cái này, mất cái nọ, cho nên là chúng ta âu sầu, chúng ta héo sầu, chúng ta khổ đau, buồn bực chúng ta khởi lên. Như vậy đó cũng là cái bất an cho cái tâm lý của mình, bất an tâm lý của mình rất là nhiều. Bởi vì cuộc tu á, thì quý vị thấy rằng á, là phải từng thời kỳ và mình phải bền thôi. Chúng tôi nghĩ là mình bền thôi. Giống như là con ngựa đó, nó chạy, không phải nói là chạy giỏi, chạy nhanh, mau tới đích là giỏi, không phải. Mà là con ngựa chạy, nó có chạy, chạy bền, mà nó chạy được tới đích thì là con ngựa giỏi. Con ngựa giỏi. Còn con ngựa chạy nhanh mà nó chạy một chút rồi nó khủy luôn. Cho nên chúng tôi nhớ cái câu là thái quá bất cập. Thái quá bất cập. Tức là mình giống như một điều mà Đức Phật ngài dạy rằng là hãy đi cái con đường trung đạo đi. Hãy đi cái con đường trung đạo. Dù mình thiên qua bên đây hoặc là mình thiên qua bên kia, mình cực đoan về mặt này hoặc là cực đoan về mặt kia, mình chểnh mãn, mình dễ vui, mình quên mình, cái đó cũng là một cái tiêu cực không tốt. Mà mình cần phải có một đời sống chánh niệm tỉnh giác trong mỗi lúc. Cho nên nếu mà mình chểnh mãn, mình buông quên mình, mình bị các cái trần cảnh lôi kéo theo thì cái đó cũng là một tiêu cực, cũng là một cực đoan. Rồi là mình tích cực dỗi giả, cái người hành Phật pháp, chúng tôi nghĩ rằng bởi vậy cho nên là từ đúc kết từ ở một cái lời dạy của các vị trưởng lão xưa đây đó, chúng tôi thấy rằng là trước đây có những vị mà trước mình á, trước chúng tôi á, tu đó rất là siêng năng, rất là tích cực, hành thiền đó là được hỷ lạc rất là nhiều, tích cực rất là nhiều nha. Nhưng mà đùng một cái là bỏ cái cuộc tu này luôn. Bỏ cuộc tu này. Ở đây chúng tôi không có nói tên, nhưng mà rõ ràng là bỏ cuộc tu này luôn. Do cái sự tích cực quá nhiều. Khi mà mình, chúng tôi nghĩ rằng là tinh tấn là một pháp cần thiết, giống như là mình nói là giới, giống như nói là tín tấn niệm định tệ đều phải có. Nhưng mà một khi mà mình tinh tấn quá, giống dội giả quá đó, mình dội giả quá thì mình không, giống như con ngựa mà nó dội giả quá đó, thì mình không khéo để cầm cương nó đó, thì nó chạy sẽ quá đà. Trong khi cái cuộc tu này đó, khi mà một cái người chúng tôi mượn cái hình ảnh của một cái người tu đó, là một cái người cởi ngựa cũng vậy. Mình cũng cần cho con ngựa điều khiển dây cương để cho con ngựa chạy. Nhưng mà mình cần phải quan sát cái đoạn đường, cần cái quan sát cái đoạn đường. Rồi mình cũng cần đặt cái niềm tin của mình vào cái quãng đường và cái mục đích đến của mình, mục đích đến của mình. Và mình cũng phải siêng năng để điều khiển cái cương của con ngựa, mình phải thúc cái con ngựa đó nó chạy. Nhưng mà mình phải có cái niềm tin đặt cái quãng đường là mục đích cuối cùng của mình để đạt đến. Rồi mình cần phải để ý rất là nhiều ở trong cái quãng đường của mình đi như vậy, thì sớm muộn
mình sẽ đạt đến cái mục đích cuối cùng khi mà mình muốn đạt đến. Thì cũng như vậy, trong cái đời tu đó thì tính tấn niệm định tuệ đó là một cái gì hết sức là cần thiết, hết sức là cần thiết. Chúng ta không phải thiên cái này mà mình bỏ cái kia, không phải đặt nặng cái nọ mà mình bỏ cái này, vân vân. Vì vậy cho nên là khi mà mình nói rằng là một cái giữ cái yên lặng của bậc thánh, giữ cái yên lặng của bậc thánh, bởi vì chỉ có cái tâm của các bậc thánh đó, thì đó là sự yên lặng hoàn toàn, yên lặng hoàn toàn, yên lặng mà nó không còn những cái sự khuấy động của phiền não, đặc biệt là bậc A La Hán, bậc A La Hán. Còn mình nói đối với các bậc thánh hữu học thì để mà đạt được cái bậc thánh hữu học đó thì trong cái đời sống này đó, người ta giống như là mình tu nè, mình tập tu đó, thì thiện sự nào mình cũng làm. Chúng tôi nghĩ là vậy, không có từ bỏ cái thiện sự nào. Từ cái việc bố thí trì giới, cung kính phục vụ, cho đến nghe pháp, rồi cho đến trao dồi cái tâm kham nhẫn, giữ cái tâm của mình. Chúng tôi nghĩ rằng cái đó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Và khi mà mình tập tu cho cái đời sống của mình là để mình dung bồi tất cả các cái thiện pháp, dung bồi cái công đức tu tập của chính mình, rồi lâu ngày chày tháng kiếp này kiếp nọ, rồi mình mới dày dặn cái pháp độ ba la mật, thì một lúc nào đó thì mình mới có thể chứng quả được, chứng quả được. Nhưng mà ít ra đó, trong đời sống này khi chúng ta chưa có giải thoát được, chúng ta còn luân hồi, thì chúng ta được cũng sanh lại làm người làm trời, cũng được nhờ cái phước báo đó chúng ta được an lạc, an lạc. Mặc dù cái mục đích đến của chính mình á, mục đích cuối cùng á, để mà đạt đến á, không phải là để hưởng an lạc cõi trời cõi người, an lạc cõi trời cõi người. Nhưng mà khi mà trong dòng luân hồi, giống như chúng ta đi qua đây nè, chúng ta đi đoạn đường xa thì chúng ta có những cái trạm để chúng ta nghỉ dừng chân đó. Sau khi mà khỏe là chúng ta lại tiếp tục nữa. Bởi vì cái mục đích đến của mình á, không phải là những cái trạm đó, mà những cái đến đích điểm cuối cùng của mình là những cái bến bãi cuối cùng, chứ không phải là những cái trạm, những cái trạm. Và vì vậy cho nên là thiện pháp, chúng tôi nghĩ rằng mình có tu đầy đủ, nhưng mà mình cũng vẫn phải là hướng đến cái lý tưởng giải thoát cuối cùng, đó là đạo quả thánh nhân. Cho nên khi mà mình sanh lại cõi người hay là cõi trời, mặc dù đó là cái sự lạc, đó là cái sự an lạc nhất định ở trong đời sống này, mình sanh lại làm người, mình gặp được Phật pháp, mình có một cái điều kiện nó thuận lợi như vậy để mà mình trao dồi, mình tu tập, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó rất là quan trọng. Rồi khi mà mình sanh lại cõi trời, mình cũng nhớ được Phật pháp, chứ không phải là dông rủi. Cho nên là quý vị biết rằng các vị thiên, đặc biệt là thiên ở cõi trời dục giới, các vị thiên chư thiên ở cõi trời dục giới, thì quý vị biết không, ngoại trừ những cái bậc thánh hay là những cái bậc mà thánh mà hữu học mà còn có tái sanh về đó thì có cái lý tưởng cuối cùng. Chứ còn một người mà tạo một cái phước này phước nọ đó, nếu không do cái thiện duyên tu tập tốt đó, thì nó thường thường là bị dông rủi là quên mình rồi chạy theo dục lạc đó. Dục lạc. Cho nên á, hả sanh lại làm chư thiên ở cõi trục dục giới đó, làm thiên nam hay là thiên nữ đó, thường là nếu mà mình không có đời sống tu tập tốt thì dễ bị dông rủi, quên, ham mê trong ngũ dục, rồi hưởng thụ trong ngũ dục, muốn gì được đó, do phước mà, cho nên là họ được hưởng đầy đủ. Vì vậy cho nên là dễ xảy ra cái thất niệm. Thất niệm tức là không có biết mình biết cái gì nên làm. Mình nói chánh niệm và tỉnh giác đó. Chánh niệm tức là sự ghi nhận, mà tỉnh giác là biết rõ. Mà tỉnh giác ở đây đó, tỉnh giác và chánh niệm có nghĩa là biết cái gì nên hay không nên, lợi lạc hay không lợi lạc, tội lỗi hay không tội lỗi. Cái điều đó rất là quan trọng. Và khi mà mình
mình sanh lại cõi trời đó, thì mình hưởng phước ở cõi trời. Thì cái hưởng phước đó nó cũng không phải là cao, không phải là rốt ráo đâu. Mà ở đây đó, chúng ta thấy cái nội dung của cái bài, cái kệ ngôn này đó, thì Phật dạy rằng dục lạc gì ở đời, kể cả thiên lạc này không bằng phần 16 lạc do ái đoạn diệt. Cho nên á, ở đây khi mà mình nói an tịnh, an bậc yên lặng của bậc thánh, yên lặng của bậc thánh có nghĩa là phiền não được đoạn tận, phiền não được đoạn tận. Dù là bậc thánh tu đà quần đoạn được ba cái kiết sử đầu tiên, thân kiến nghi và giới cấm thủ, rồi bậc tam quả thì làm cho dục ái và sân không còn nữa, và bậc tứ quả thì đoạn năm cái thượng phần kiết sử sau cùng, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật đó, thì năm cái thượng phần kiết sử sau cùng được đoạn tận, thì đó là cái sự chấm dứt cái nguồn cơn, chấm dứt cái mầm mống gây nên cái đời sống luân hồi sanh tử này. Và đặc biệt đó, cái đoạn tận phiền não là đoạn tận của tham ái. Và khi mà đoạn tận tham ái như vậy đó, là cái lạc đó là lạc cao quý nhất, cái lạc đó là lạc bền vững nhất, cái lạc của bền vững nhất. Không có cái lạc nào mà bền vững bằng cái lạc mà gọi là đoạn tận được ái, chính là chỉ cho Niết Bàn. Chỉ cho Niết Bàn. Cái vị mà sở dĩ mà mình bị khổ á, khổ đau đó, là vì mình do tham ái mà ra. Do tham ái mà ra. Cái tham ái cho nên là chúng ta hướng cầu, có tầm cầu cho nên có hiện hữu, có tầm cầu cho nên có hiện hữu. Và do cái sự hướng cầu đó đó là tham ái á, cho nên là khiến cho chúng ta phải luân hồi, khiến cho chúng ta phải có mặt ở đời này đời sau. Rồi do cái tham cầu đó đó, cho nên là mọi cái sự sôi sục, mọi cái sự nóng đốt từ ở nên cái lửa tham ái đó, làm cho mình ở trong một cái trạng thái hụt hẫng. Trong mỗi chúng ta là bị trong một cái trạng thái là hụt hẫng, đau khổ, bởi vì chính cái tham ái đốt nóng đó, đốt nóng đó. Cho nên hả, ngày nào còn tham ái là còn khổ đau. Mà đối với cái lạc mà Đức Phật ngài nói lạc ở đây là đoạn tận diệt của tham ái, đó là lạc tối thượng. Giống như là có một câu pháp cú mà Đức Phật ngài dạy rằng Nibbanang Paramang Sukhang, Nibbanang Paramang Sukhang có nghĩa là an Niết Bàn là an lạc tối thượng, an lạc tối thượng. Như vậy thì cái đời sống hành trì đó, chúng tôi nghĩ là cái giữ cái yên tịnh, cái im lặng của bậc thánh, tức là cái yên lặng mà không bị chi phối của tham dục, không bị chi phối của tham ái phiền não, nói chung không bị chi phối, thì chính cái đó, đó là cái sự an lạc tối thượng của một cái đời sống tu hành. Như vậy thì cái lý tưởng tu tập của Phật, đạo Phật đó, như nãy chúng tôi đã nói hai cái hình thái của Phật giáo đó, từ đó là một cái hình chúng ta tìm lại hiểu lại đó, là hình thái Phật giáo mà ngày xưa đó, nguyên nguyên đó, thì đó là cái hình thái mà Đức Phật dạy cho một cái đường lối hành trì để chấm dứt khổ đau, được giải thoát. Và cái hình thái thứ hai nữa là ngày nay Phật giáo trở thành một tôn giáo, thì nó sẽ đáp ứng cái đời sống tinh thần mọi mặt, từ trong cái nghi lễ sinh hoạt cho đến các cái hoạt động ở trong các cái ngôi chùa, các tự viện, các cái thiền viện, đều là ở trong một cái nghi lễ nhất định. Và cái nghi lễ đó nó đáp ứng cho đời sống tinh thần, nó bắt nguồn từ ở cái niềm tin, nó bắt nguồn từ ở cái sự hiểu biết, nó bắt nguồn từ ở cái sự nỗ lực thiện pháp của mỗi người chúng ta. Và vì vậy cho nên là chúng ta thấy hai điều mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó, là các thầy tỳ kheo khi hội họp nhau thì có các thầy nên làm hai việc. Một
là nói năng như chánh pháp, tức là đàm luận về chánh pháp. Hai nữa đó là giữ sự yên lặng của bậc thánh, đó là sự hành trì. Nói năng là để học hỏi, trao dồi, củng cố cái tri kiến của mình cho đúng đắn, hiểu rõ cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta hành trì cho đúng đắn. Rồi cái im lặng của bậc thánh là chúng ta tập cái hạnh của bậc thánh, tập cái việc làm của bậc thánh, mà chúng ta để cái tâm của mình cho đời sống thiền tập. Đời sống thiền tập đó là một cái việc mà cần thiết nhất, đó là cái sự cốt lõi ở trong Phật pháp. Cốt lõi trong Phật pháp chúng như là ở trong cái kinh mà Tương Ưng á, có bài kinh dụ chốt trống á, dụ cái chốt trống á. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái trống, Đức Phật ngài nói là có làng nọ, cái làng nọ có một cái trống, làng nọ có một trống, và khi mà cái người trưởng làng á, có việc gì ở trong làng quan trọng hệ trọng á, thì họ sẽ gõ cái trống đó lên, thì dân làng họ sẽ tụ họp lại, tụ họp lại để thông báo những cái điều gì đó trong làng. Rồi sau một thời gian đi, cái trống đó nó bị hư, cái trống nó bị hư, da bị hư, da trống bị hư, thùng trống bị hư, nhưng mà nó còn cái lại cái chốt trống. Cái chốt trống ở đây chúng tôi nghĩ rằng nó là một trong những cái gì đó tinh anh cốt lõi của cái trống, tinh anh cốt lõi của cái trống. Và cái đó đó nó mới hiển hiện lâu dài. Và cái gì mà thuộc về chánh pháp đó thì sẽ tồn tại lâu dài. Còn cái gì mà phi pháp đó thì dù có che đậy, dù có cái này cái kia để gìn giữ nó, thì một lúc nào đó nó cũng sẽ bị mai một thôi. Qua với cái thời gian nó sẽ mai một. Do vậy thì mình với vai trò của mình là một cái người, một bậc xuất gia hay là một cái người cư sĩ, nhiệm vụ mình giữ chánh pháp đó là nên hành trì. Nên hành trì, nói năng và hành trì, nói năng theo chánh pháp và hành trì theo giáo pháp của Đức Phật, hành trì theo giáo pháp Đức Phật. Đó là cái việc mà chúng ta góp phần cho giáo pháp được tồn tại, và vừa lợi lạc cho mình, vừa lợi lạc cho những người chung quanh của mình. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì ở đây trong cái nội dung của cái bài học hôm nay là bấy nhiêu. Chúng tôi xin được dứt lời, bây giờ cũng hết thời gian rồi. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây rằng là cái điều này Đức Phật dạy đó, nó trở thành cái bài học để chúng ta chiêm nghiệm, suy tư, thực hành theo lời dạy của Đức Phật, để chúng ta được cái sự lợi lạc ở trong đời sống, cũng như là giữ gìn giáo pháp này. Chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, hộ trì chư tăng, hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta, tu nữ chúng ta được an lạc, để chúng ta dũng mãnh tiến tu. Nam mô Buddhaya. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tân. Và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đính sư. Và chúng con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sabbamangalang rakkhanto sabbe devata sabbabhuta nirbhavena sada sati kumantu te. Bhagavato sabbamangalang rakkhanto sabbe devata sabbadhamma nirbhavena sada sati kumantu te.
bà quát tơ sắp bà mang gà lăng rác khăn tơ sắp bà đê quát tơ sắp bà sáng khá nụ phá quê nè xà đà sở thị bà quán tu tê. Tất cả phương an có đến người cầu xin chư thiên hậu trì đến người do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng các sự thành thường đến người cầu xin cho quá của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quý giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti quý ha ra qua si ni thu pê ga rê bồ thi ga rê ta hình ta hình ta tham ma đa đê na pa quan tu vu chi ta sót thiên ca ron trê tha quý ha ra măng đa lê thê ra cha mát cha na qua ca cha biết kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su khi ta